quyết định tham chiến tại Việt Nam cũng là lúc lính Mỹ bắt đầu những chuỗi ngày đen tối, rệu rã trên chiến trường. Mỹ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, cho đến Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Các loại vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ cũng không thể đánh bại trí thông minh, sáng tạo của người Việt Nam. Ám ảnh từ trông sắt, trông tre, từ bụi cây biết nói cho đến các vũ khí trên chiến trường. Thì ngày ấy, ta còn có vũ khí lợi hại không kém. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what's going on. Đó chính là giọng nói đầy mê hoặc của một nữ phát thanh viên khiến lính Mỹ phải gọi với biệt danh Hà Nội Hana, tức Trịnh Thị Ngọ. Người hàng ngày đọc những thông báo tuyên truyền trên đài tiếng nói Việt Nam kêu gọi lính Mỹ đào ngũ trong chiến tranh Việt Nam. Bà nổi tiếng đến mức không chỉ lính Mỹ sau hòa bình muốn quay lại chiến trường xưa để được gặp một lần, mà rất nhiều lãnh đạo nước Mỹ cũng nhắc đến như một huyền thoại. Bà Trịnh Thị Ngọ sinh năm 1931 tại phố cổ Hàng Bồ, Hà Nội. Các báo ghi năm sinh của bà không thống nhất, có báo ghi 1931 hay 1933. Bà là con của nhà tư sản Trịnh Đình Kính, được mệnh danh là Ông Hoàng Thủy Tinh Đông Dương. Bà thi đậu tú tài Pháp, sau đó học tiếng Anh do cô giáo Lucine Hà Văn Vượng dạy. Bộ phim bà rất yêu thích là Cuốn Theo Chiều Gió đã khiến bà quyết tâm học tiếng Anh để có thể tự mình nghe hiểu được lời thoại mà không cần phụ đề. Bà gia nhập Đài Tiếng Nói Việt Nam năm 1955 và bắt đầu lên sóng hướng đến lính Mỹ vào năm 1965, ngay sau khi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đặt chân vào Đà Nẵng. Dưới tên Thu Hương, bà lên sóng mỗi ngày 3 lần hướng đến thính giả là lính Mỹ. Cùng với Nguyễn Văn Tùng, bà đọc danh sách những người lính Mỹ mới chết hay bị bắt, cố gắng làm lính Mỹ tin rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam là không chính đáng và trái đạo đức. Bà cũng phát sóng những bài hát Mỹ chống chiến tranh nổi tiếng để gây nỗi nhớ nhà. Trong những đoạn văn bà hay đọc nguyên gốc bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: Chào các chàng lính Mỹ vô danh, tôi thấy có vẻ hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mơ hồ bằng việc được lệnh dấn thân vào một cuộc chiến để bị chết hoặc bị thương tật cả đời mà không có lấy một ý niệm mờ nhạt nhất về chuyện gì đang xảy ra. Cùng với đài Armed Forces Radio của Hoa Kỳ và đôi khi là BBC World Service của Anh, nhiều lính Mỹ bắt sóng Hà Nội Hana để nghe nhạc và những đoạn tuyên truyền. Các trại tù binh bật đài Radio Hà Nội tuyên truyền cho tù binh hiểu về tính phi nghĩa của cuộc chiến mà Mỹ gây ra ở Việt Nam. Nhiều khi bà cung cấp nhiều chi tiết hơn các chương trình Mỹ về những sự kiện không thuận lợi cho phía quân đội Mỹ hoặc Việt Nam Cộng Hòa. Trịnh Thị Ngọ, nữ phát thanh viên Việt Nam có giọng nói ám ảnh. Trong cảm nghĩ của đa phần lính Mỹ là thính giả của chương trình Chuyện Nhỏ với Binh Sĩ Mỹ thời ấy, Trịnh Thị Ngọ là người đàn bà có giọng nói phù thủy, sở hữu giọng nói mà họ vừa căm ghét, vừa nhung nhớ, vừa sợ hãi nhưng vẫn không thể không nghe. Không ít lính Mỹ sau những lần nghe chương trình của bà phát trên đài tiếng nói Việt Nam đã tìm mọi cách để chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa và tìm mọi cơ hội để trở về quê hương. Tổng thống Mỹ Kennedy khi đó đã nói, Việt Cộng đã dùng giọng nói đàn bà quyến rũ để làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam. Chiến tranh kết thúc, chương trình cũng kết thúc, nhưng rất nhiều nhà báo Mỹ vẫn tìm đến Việt Nam chỉ để hỏi chuyện bà. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn giữ bản thu buổi phát thanh của bà. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng tâm sự, năm 1992, tôi có thời gian dài sống ở Chicago, Mỹ. Nhà văn Larry Hagman từng nói với tôi, một ngày nào đó ông sẽ quay lại Việt Nam chỉ để tìm Hana Hà Nội, để trò chuyện với bà, để xin được ở trong ngôi nhà, thậm chí một góc nhà của Hana Hà Nội, để được nghe giọng nói bà vang lên hàng ngày với chồng con, với bạn bè, với hàng xóm, thậm chí với một con chó, con mèo bà nuôi, để hiểu xem điều gì đã làm nên sự kỳ diệu và cả sự ám ảnh ma mị của giọng nói đấy. Một cựu binh Mỹ khác tâm sự, tôi cảm tưởng như đấy là giọng của bà tôi, mẹ tôi, vợ tôi, người tình của tôi đang ngồi bên tôi, thủ thỉ với tôi những câu chuyện nước Mỹ vào mỗi buổi tối. Và có lúc tôi lại thấy đấy là lời Đức Mẹ chứa đầy lòng vị tha. Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể về một người lính hải quân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.
sau chiến tranh đã viết trong hồi ký. Khi tàu đến Việt Nam, nơi sẽ nhận nhiệm vụ mới, điều khiến chúng tôi kinh hãi nhất là vừa vào đến Vịnh Bắc Bộ, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói của một nữ phát thanh viên trên đài tiếng nói Việt Nam chào đón chúng tôi. Cô ta đọc tên con tàu của chúng tôi rồi nói: "Chào mừng các bạn đã đến Việt Nam. Chỉ tiếc là tất cả các bạn đang đi vào chỗ chết." Tôi tự hỏi, kiểu chào mừng gì mà lạ thế này? Chúng tôi cảm thấy kinh ngạc và bị sốc đến sởn cả gai ốc. Chúng tôi tự hỏi, làm thế nào cô ta lại biết tên tàu của chúng tôi và biết chúng tôi vừa đến Vịnh Bắc Bộ? Người phụ nữ trên radio bắt đầu đọc tên các thủy thủ đoàn, nói với mọi người họ sắp sửa phải chết. Thấy tên mình vang lên trên đài phát thanh Việt Nam quả là rất đáng sợ. Không ai trong chúng tôi biết đích đến của mình kể từ khi ra khơi cho đến lúc tới đây. Chỉ có nhờ cô, chúng tôi mới biết mình đang có mặt ở Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. Sau này chúng tôi phán đoán, có lẽ cô ta biết tên thủy thủ đoàn là nhờ rác thải mà chúng tôi đổ xuống biển trên đường tới đây. Mỗi ngày tàu chúng tôi đều phải đổ rác xuống biển, trong đó có những bảng phân công trên tàu ghi tên tất cả mọi người. Sau này thuyền trưởng của chúng tôi bố trí những thùng hỏa thiêu ở đuôi tàu và ra lệnh tất cả rác thải phải được đốt trước khi ném xuống biển. Tưởng thế là hết, ai ngờ Tom Wallet, một binh sĩ Mỹ đóng quân tại Tây Nguyên kể lại. Anh nghe Hà Nội Hana gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 đến một trung úy ở đơn vị của anh. Nhưng buồn và oái oăm thay, người này đã chết vì lựu đạn trước đó vài ngày. Viên trung úy kia đã không nghe được lời chúc mừng sinh nhật của Hà Nội Hana, nhưng bạn bè của anh đã nghe thấy. Và lời chúc mừng sinh nhật của cô gái Việt Nam gửi một thanh niên Mỹ đã chết tạo nên nỗi ám ảnh khủng khiếp. Lính Mỹ bàng hoàng, rệu rã, họ gần như buông súng, chỉ tìm cách tránh cái chết vô ích. Họ chờ đợi giọng nói của Hà Nội Hana và cầu chúc cho mình được sống để nghe lời chúc của cô. Sau khi kết thúc chiến tranh, bà Trịnh Thị Ngọ trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo người Mỹ đã tiết lộ, những thông tin trong chương trình đều được lấy từ những tờ báo nổi tiếng của Mỹ và để lính Mỹ cảm thấy thực sự ám ảnh khi tham chiến tại Việt Nam. Có điều gì đặc biệt trong giọng nói này? Đó là một giọng nói thôi thúc hòa bình. Xin chào các G.I. Joe. Đây là một câu nói quen thuộc với hầu hết lính Mỹ tới tham chiến ở Việt Nam. Bà Ngọ tham gia biên tập và chủ yếu phụ trách phần đọc. Giọng đọc đó không chỉ đi vào lòng người bằng sự ngọt ngào, truyền cảm, mà còn mạch lạc, khúc chiết, phân tích thông tin cần thiết cho quân nhân phía đối phương với mong muốn họ sớm nhận ra chiến tranh Việt Nam là phi nghĩa, nhân dân Mỹ phản đối, từ đó có động thái thích hợp. Chương trình phát thanh của bà Trịnh Thị Ngọ là sự kết hợp giữa âm nhạc Mỹ, thông điệp cùng thanh âm quen thuộc gửi tới các quân nhân Mỹ. Tin rằng cuộc chiến này là ngày tận thế và họ không quan tâm đến việc đang nghe ai nói, Radio Hà Nội hay lực lượng vũ trang Mỹ. Theo các tư liệu, nhiều câu chuyện mỗi ngày mà Hana Hà Nội kể đã khiến lính Mỹ tranh cãi, nảy sinh mâu thuẫn, xô xát và nhất là khiến họ nản chí, lo sợ trước khi ra trận. Điều này đã khiến Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ cấm binh sĩ nghe chương trình này. Dù vậy, binh sĩ Mỹ vẫn tìm cách nghe chương trình mỗi ngày và bàn tán xôn xao về những câu chuyện mà Hana Hà Nội thường tâm sự với họ qua sóng phát thanh. Đây là Thu Hương đang trò chuyện với các binh sĩ Mỹ ở Việt Nam, là câu bà Ngọ luôn mở đầu cho mỗi bản tin. Trong suốt thời lượng bản tin, bằng một thanh âm dịu dàng nhưng cương quyết lạ lùng, bà đã khiến lính Mỹ hoàn toàn bị chinh phục, mê hoặc. Và mỗi khi nhắc đến bà, lính Mỹ thường gọi bà là Hana Hà Nội, là nàng tiên cá. Trong các phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thời ấy, có lẽ không ai sở hữu cho mình nhiều tên gọi, biệt danh như Trịnh Thị Ngọ. Về danh xưng Thu Hương, bà Ngọ tiết lộ, cái tên Trịnh Thị Ngọ có hai dấu nặng, rất khó đọc với những người nói tiếng Anh. Đài Tiếng Nói Việt Nam khi đó đề nghị tôi chọn một cái tên dễ đọc hơn. Tôi đã chọn tên Thu Hương là tên một cô bạn rất thân. Sau này tôi còn chọn tên đó để đặt cho con gái mình. Nổi tiếng hơn cả, thậm chí đã trở thành huyền thoại là nickname Hana Hà Nội. Về cái tên này, bà Ngọ lý giải, Hana chỉ là một cái tên phụ nữ Mỹ thông dụng. Lính Mỹ gọi tôi như thế có lẽ cho thân quen. Bản tin của tôi phát đi từ Hà Nội nên họ gọi Hana Hà Nội cho dễ nhớ. Sau này, ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi gặp cũng gọi tôi là Hana Hà Nội. Hana Hà Nội, bà Trịnh Thị Ngọ, mất ngày 30 tháng 9 năm 2016. Người từng khiến hàng triệu lính Mỹ thích thú lắng nghe, cả những lúc đã giật mình kinh hãi, muốn trở về với gia đình, bè bạn, cho đến nay và mai sau vẫn là một huyền thoại.